Rồi để tiếp tục cái video đang bán hôm nay thì mình gửi của chú dì hình ảnh của ba con đực kem ha. Đó thì nói chung thì ba con này thì lụng 5 tháng 5 tháng rưỡi tuổi nè cô chú chị. Đó chiều cao nó dao động từ 1m1 tới 1m12 bò, 1m12 13 bò cô chú chị, từ 1m1 tới 1m13 bò ha. Đó thì ba con này giá cả yêu thương luôn. Đó thì cô chú chị nào thấy ba con đực này thì liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó thì ba con này thì anh chủ nhà muốn bán giá là 16.500.000 một con. Đó là bao ship của chúng chị tới nhà trong vòng 200 cái số. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ mua ủng hộ ha. Đó thì ba con em quan sát là xương sóc thì chân móng thì cũng xương sóc thì cũng rất to của chúng chị. Đó xương chân móng và chân móng sò ha, xương sóc thì cũng khá to. Đó tướng tá cấp mình từng con nè. Đó nói chung thì có con đông đây thì nó hơi dẻo hai con ngoài kia. Đó, nhưng mà hai con ngoài kia thì nó cũng binh lực của chúng chị. Tướng tá cấp mình thì cũng dày bò. Đó cũng nít nở dài nở ha. Đó nhưng hai con này thì nói chung thì em cũng thương lượng sát giá cho bà con mình hết rồi. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua về nuôi vô béo thêm. Đó ba con là một cầu bằng 16.500.000 một con nha chú chị. Đó, cầu bằng 16.500.000 là một con ha, là bao ship của chú dìm tới nhà trong vòng 200 cái số. Đó chứ không phải là ba con là 16.500.000 nha cô chú chị. Đó thì quý chị nào thì liên hệ số điện thoại để tình hình, cũng gặp anh chủ nhà trực tiếp thì cho em thêm tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp ha. Đây con đầu tiên này cô chú chị. Đó, nói chung thì bò này chủ nhà nuôi cũng hơi thiếu thốn đó. Đó chủ nhà nuôi cũng hơi thiếu thốn của chú chị, mặt mày từng con này, mà nó con ba con này có cục tàn không xương. Đó chân móng thì hoàn thiện ha, không ổ xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó bò này thì em bao của chú chị mình cái thứ nhất cú giò, thứ hai thằng rúng thằng ruột. Đây chân móng là cô chú chị, chân móng thì đều chân móng sò, xương sóc thì khá to. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đây đít nè. Đó, nói chung thì tại vì bò này cũng có cột rồi cô chú chị, nó cũng thần bò rồi nên được cũng khá. Đây lưng dai nè, chung lưng dai nè, nó cũng nở, cũng nở nè cô chú chị. Đó thấy chưa, dai nè cũng nở nè thấy không. Đó còn đây nè, đây nó dai nè cũng nở nha. Đó. Thì bò này lụng 5 tháng 5 tháng rưỡi tuổi của chú chị. Đây thì có một con kem xám. Đó tướng tá cấp mình nè. Đó chung hai con bên đây thì nói chung thì tướng tá cấp mình khá đẹp. Đó thì nói chung tiền nào của nấy của chú chị. Đó. Chỉ có 16.500.000 là bao ship của chú chị tới nhà. Đó một con 16.500.000 bao ship của chú chị tới nhà trong vòng 200 cây số. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Đây, đó tướng tá cấp mình nè. Đó. Đây. Đó thì nói chung thì bò nè quý chú chị. Thì trước khi mua bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò trước khi thanh toán tiền. Đó mình kiểm tra cái thứ nhất có bú vỗ cắn hay không, có thùng rúng thùng ruột hay không rồi bà con mình sẽ nhận bò ha. Đó. Đây, lưng dài nè quý chú chị thấy không? Đó, dài là cũng nở nang nè. Đó thì tầm đây thì nói chung thì đầu trụi có, đầu có sừng có ha, mặt mày nè quý chị. Những con này mặt mày nè. Đó chỉ có giá là 16.500.000 một con. Đó con nào nói chung cầu bằng. Đó cầu bằng là 16.500.000 một con của chú chị. Đó bò thì lụng 5 tháng 5 tháng rưỡi tuổi ha, hai mấy con này nè. Đó nói chung hai con này thì nó rất dày bò hơn con này. Nó dài đòn. Con này thì nó cũng dài nó nở nè quý chị. Đó tướng ta cấp mình. Đó thì cô chú chị nào thấy ba đợt này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình, nó cũng muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp, điện cho em sẽ nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp nha. Đó thì bà con nào mua thì em sẽ ghép xe hương cho bà con mình đỡ tiền ghép xe. Đó tướng ta cấp mình từng con nè. Đó bò thì chân móng hoàn thiện ha, ăn uống thì mạnh. Đó không bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ mua về nuôi nó thêm. Đó nói chung thì hiện tại giờ thì cũng nhiều kênh đăng nắng bò, mà kênh bà con thấy kênh nào giá cả hợp lệ mua về nuôi vô béo ha. Nói chung thì trước khi hình em cũng thương lượng sát giá cho bà con mình hết rồi. Đó thì hiện tại giờ nói chung bò đực nó cũng rẻ của chú chị. Đó bò đực giờ cũng rẻ mấy hơn lúc trước mấy triệu con. Bà con nào thấy đó, có muốn mua bò vú béo thì nói chung thì tại lúc này mình mua về mình nuôi vú béo thì nó lợi lúc trước mấy triệu con ha. Đó thích ăn thì hiện đại nó cũng tăng. Đó nên giá bò thì nó sụt. Đó thì nói chung nó cũng gồng qua gồng lại.
Đó thì hình ảnh và giá cả của ba con đực này thì em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó, giá cầu bằng giá là 16.500.000 một con. Đó thì để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của một bò, con bò cái kem tơ chữa ha. Đó thì hiện tại con này thì chữa 5 tháng của chú chị. Đó hiện tại thì chữa 3B. Đó thì con bò này nói chung thì thùng dạo kiểu mẫu thì rất đẹp của chú chị. Đó chân móng thì chân móng sò, xương sóc thì khá to. Đó thì nói chung thì con bò này có bông bụng này ha, bông bụng với bông tráng nè. Đó, bò tơ chữa. Đó thì con bò này chủ nhà cũng bán giá là 29 triệu, 29 triệu là bao ship của chú chị mình tới nhà trong vòng 280 số. Thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Đó nhưng em nói con bò này thùng dạo tướng tá khắp mình thì khá đẹp của chú chị. Đó. Tướng tá khắp mình thì khá đẹp ha, xương sóc thì khá to. Đó, chân móng thì chân móng sò. Đó thì cô chú chị nào thấy con bò cái kem tơ chữa này thì cứ liên hệ số điện thoại để trong màn hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, chỉ nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó chân móng nè cô chú chị, chân móng là chân móng sò ha, nhưng mà em nói con này xương sóc thì khá to. Đó thùng dạo ngang nè. Đó thì con bò này, đó em quan sát thì vú thì 4 vú. Đó vú thì 4 vú của chú chị, qua thì qua to ha. Con bò này được con cái dàn thùng dàn ngang nó dữ lắm của chú chị. Đó dàn thùng dàn ngang dữ lắm. Đó thì em quan sát thì sẽ mặt nè, cái mặt thì nghiêm chỉnh nè. Đó còn sẽ lưng thì nói chung thì nó hơi tròn gì vai khoảng mấy phân của chú chị. Đó nhưng mà được con bò này nó vuông bò. Đó nó vuông bò, vuông bò tướng tá cấp mình nè, có thùng của dạo ha, kiểu mẫu có. Đó giá là 29 triệu là bao ship của chú chị mình tới nhà trong vòng 200 cây số. Thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua mà ủng ha. Đó thì đối với những con bò chữa như thế này thì bên em giao về cô chú chị mình tận dụng từng lễ. Đó kêu thú y khám xác minh chữa là giùm em. Đó nếu có chữa rồi điện cho em biết ha. Đó có chữa rồi là em giao phần chữa của chú chị mình luôn. Nói chung bò chữa với bao chữa không bao gì nha cô chú chị. Đó về phần chân móng nè. Đó chân móng thì chân móng sò, xương sóc thì khá to ha. Đó rúng nè. Đó thì con này bò tơ, tơ chữa. Đó chữa 5 tháng. Đó thì hiện tại đang chữa 3B của chú chị. Đó, tướng tá cấp mình nè. Đó em nói tướng tá cấp mình thùng dạo có ha. Đó, con bò rất vuông bò. Đây mặt mày nè. Đó thì nào bà con nào thấy ưng con bò này cứ liên hệ số điện thoại để trong hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, xin tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì em canh kênh chăn nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bò vú béo, bò sinh sản hay khung giờ của ưng thì điện cho em ha. Nó tướng tá cấp bình thùng dạo nè cô chú chị thấy không? Đó 29 triệu. 29 triệu là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà trong vòng 200 cây số. Đó thì nói chung thì trước khi hình em cũng thương lượng sức giá bà con mình hết rồi. Đây con bò này nói chung thì nó rất vuông bò, đít nở dài nở của chú chị. Đó, tướng tá cấp mình thì khá đẹp ha. Đó, tướng tá cấp mình thì khá đẹp của chú chị. Đó giá là 29 triệu. Đó, 29 triệu bao ship của chú chị tới nhà trong vòng 200 cái số. Đó thì bà con nào mua thì xe luôn cho bà con mình đỡ tiền phía xe. Đó nói chung thì hiện tại em đang có chuyến đó về Định Quán Đồng Nai, đó với ngoài Bình Thuận ha, đó thì với Gò Công, thì với An Giang, đó Tây Ninh thì bà con nào ở mấy vùng đó thì em sẽ gấp xe luôn cho bà con mình đỡ tiền phí xe. Đó thì con bò này tôi chữa giá là 29 triệu là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà trong vòng 200 cây số. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua về mình để mình làm giống sinh sản. Đó thì hình ảnh và giá cả của con bò kem tơ chữa này em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó con mẹ thì con mẹ kem, mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên này cô chú chị. Con thì được 2 tháng mấy tuổi ha. Đó con thì lụng 2 tháng rưỡi tuổi cô chú chị. Đó con mẹ thì nói chung thì cũng tàn cũng xương khá lớn ha. Mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên. Con mẹ này chiều cao là em đo là 1m38 bò ở phía sau sân khu ha. Nói chung kênh của em là kênh chăn nuôi bò Bến Tre, là em nói chung thì em ra bò là nào giờ em đo ở phía sân khu không em chú chị. Đó thì nói chung thì ở sau nó thấp hơn, ở giữa lưng nó tầm khoảng 7-8 phân. Đó tùy theo con bò nữa ha. Nhưng bò này thì con bò mẹ này cũng tàn cũng xương thì khá lớn. Nhưng được con cái thì để con ra mát sữa của chú chị. Đó mát sữa dài đòn. Đó thì con cái ha, con là con cái kem. Đó
Thì bộ mẹ con này anh chủ nhà muốn bán nãy nó nhiêu? 28 là giá chốt hả? Đó thì bộ mẹ con này những nhà không bán giá là 28 triệu của chú chị. Đó 28 triệu là giá này là không bao ship ha. Đó giá này là giá chốt tại chuồng. Đó thì bà con nào mua thì em sẽ ghép xe cho bà con mình đỡ tiền phí xe. Đó nói chung thì tỉnh nào cũng ghép xe cho bà con mình hết ha. Nói chung thì hiện tại em đang có chuyến giao về An Giang. Đó Tây Ninh với ngoài tỉnh Quán Đồng Nai của chú chị. Đó với Bà Rịa Vũng Tàu ha, với Bình Thuận. Đó thì bà con nào ở vùng đó thì em sẽ ghép xe luôn cho bà con mình đỡ tiền phí xe. Đó thì con mẹ thì em quan sát là chân móng thì chân móng sò, xương sóc thì khá to của chú chị. Đó con mẹ thì xương sóc cối luôn á, nhưng con cái thì giữ con thì thường mấy mẹ mắc sữa con bú và rút mẹ của chú chị. Đó mẹ con thì chân móng hoàn thiện ha, không bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì bộ mẹ con này chú nhà bán giá là 28 triệu. Đó, nhưng mà được con cái thì con mẹ kem này đẻ con mát sữa của chú chị. Đẻ con cái là kính đó. Đây con chân móng nè, chân móng thì chân móng sò đó rúng đó. Đây còn cái đít này chú chị không? Đó nói chung thì những con mẹ mà mát sữa như thế này đó, mình mua về để mình làm giống nền sinh sản của chú chị. Đó nhưng con mẹ này em nói là xương sóc rất to ha. Đó với phần rúng nè, đó con mẹ thì rúng yếm đầy đủ ha, chân móng sò, xương sóc thì khá to. Đó về phần vú của mẹ thì em quan sát là 4 vú, mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên. Con mẹ này là xương sóc rất to luôn cô chú chị. Nó tướng tá cấp mình nè. Đó thì con mẹ này em quan sát là xe lưng thì nghiêm chỉnh nè cô chú chị. Xe lưng thì nghiêm chỉnh nè. Đó còn xe mặt nè, xe mặt thì nghiêm chỉnh luôn. Đó mặt mày mẹ nè, miệng mồm nè. Đó mặt mày nè, miệng nè. Đó con mẹ con cái gì con mắt sữa nên nó bú rút con mẹ cô chú chị. Đó thì bộ mấy con này giá là 28 triệu thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mấy con này thì liên hệ số điện thoại để thông hình. Đó thì đối với những bộ mấy con mà đã rồi như thế này thì bên em bán cô chú chị mình bên em bao lộ trong vòng 3 tháng. Đó nếu về có rú khí tập thì bên em thâu bò về và tiền bò từ xe đủ của chú chị mình ha. Đó con mẹ thì 4 vú. Đó tướng tá là tìm được con cái mẹ con mát sữa lưng đôi chú chị đích nở dài nở lưng đôi ha. Đó con mẹ thì đích nở dài nở lưng đôi luôn. Nó tướng tá là của chú chị đâu. Thì bà con nào thấy ưng bộ mấy con này thì cứ liên hệ số điện thoại để tôi màn hình. Nó con thì lụng 2 tháng rưỡi tuổi ha. Đó, con nhưng mà được con cái con mẹ con tàn con xương thì khá lớn của chú chị, chiều cao tới 1m38 bò. Đó. Con thì đột trụi nè, mẹ có sừng nhưng mà con đột trụi nè, con thì rất mát sữa ha. Đó thì hình ảnh và giá cả của bộ mấy con thì em gửi đến đầy đủ của chú chị mình rồi. Mẹ thì xe lưng xe mặt nghiêm chỉnh. Đó xương sóc thì khá to ha. Mẹ này xương sóc thì khá to nè chú chị. Đó nhưng nói mẹ này xương sóc to đẻ con cũng dài đòn. Mẹ con thì dài đòn ha. Nó chân móng hoàn thiện. Chân mẹ nó thì F1 nhưng mà đẻ là con thì F2 ha. Đó thì hình ảnh và giá cả của bộ mấy con này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Để giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay.